quý vị và các bạn, chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên gồm các đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đoàn Thị Thanh Mai, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Mỹ Hào trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sự hội nghị tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Đào Hồng Vận thông báo khái quát nội dung kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, dự kiến kỳ họp khai mạc vào ngày 22 tháng 5, xem xét thông qua 6 dự án luật, dự thảo nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, cho ý kiến 6 dự án luật gồm luật bảo vệ người tiêu dùng, luật đấu thầu, luật hợp tác xã sửa đổi, luật giao dịch điện tử, luật phòng thủ dân sự và luật sửa đổi bổ sung một số điều luật công an nhân dân cùng một số nội dung quan trọng. Về kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tổng hợp gửi 36 ý kiến đến Quốc hội và Chính phủ và các bộ ngành, đến nay đã nhận được 20 văn bản trả lời 24 trên 36 ý kiến. Cử tri thị xã Mỹ Hào bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, đặc biệt là vấn đề phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác quy hoạch, xây dựng những công trình phúc lợi lớn, nâng cao đời sống xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan về đất đai, tái định cư, cơ chế tự chủ trong lĩnh vực y tế và đề nghị bổ sung chức năng của Ban Quản lý Dự án. Hiện nay, nhiều tỉnh thành, trong đó có tỉnh Hưng Yên, đã tạm dừng tách thửa hơn một năm nay nhưng chưa biết đến bao giờ cho thực hiện, do đó ảnh hưởng rất nhiều tới quyền sử dụng và nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở, tích tụ đất đai, phát triển kinh tế của người dân. Tại xã Hưng Long hiện nay là ven bờ sông Bắc Hưng Hải, nay ngôi nhà của hộ dân đã lâu năm xuống cấp rột nát, nhiều hộ gia đình muốn nâng cấp xây dựng lại cho khang trang để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt nhưng không được cấp có thẩm quyền nhất trí. Vì vậy, vì vi phạm vào hành lang đê điều, cử tri nhân dân đề nghị Quốc hội có chính sách tái định cư cho nhân dân để có nơi ở mới để ổn định cuộc sống. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các công ty bảo hiểm đang hoạt động để bảo vệ quyền lợi cho người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ không bị thiệt hại. Kính thưa các đồng chí, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng internet, trên hệ thống điện thoại và các trang mạng xã hội có những diễn biến phức tạp khiến cho nhân dân bất an, lo lắng, mong muốn chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các địa phương có biện pháp kiên quyết, kịp thời đấu tranh phòng chống và chấn áp loại tội phạm trên mạng xã hội, internet và viễn thông nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời Quốc hội sửa đổi luật viễn thông, luật giao dịch điện tử đảm bảo phù hợp, đồng bộ và được quản lý chặt chẽ. Theo quy hoạch, hệ thống đường gom được xây dựng mỗi chiều rộng 7 mét. Theo đó, toàn tuyến đường gom 2 chiều quốc lộ 5 từ Hà Nội đến Hải Phòng hầu hết đã được xây dựng rộng 7 mét. Tuy nhiên, riêng đoạn từ km 29 đến km 32 quốc lộ 5 phía Bắc chiều Hải Phòng Hà Nội, đường gom mới được xây dựng bề mặt rộng 3,5 mét, tức là 3,5 mét. Mặc dù diện tích đất rộng 3,5 mét phía trong, nhà nước đã thu hồi, hoàn thành giải phóng mặt bằng từ 25 năm rồi. Cử tri kiến nghị cần sớm thi công tuyến đường gom quốc lộ 5 đoạn gần 3 km trên. Thứ nhất là xin đề nghị sẽ tăng chế độ tiền lương phụ cấp cho nhân viên y tế để tương xứng với đặc thù công việc, đặc biệt là trung tâm y tế tuyến huyện và tuyến xã. Cái thứ hai là kiến nghị bỏ tự chủ với trung tâm y tế huyện, trung tâm y tế tuyến huyện, vì báo cáo các đồng chí trang thiết bị thì thiếu, rồi là lạc hậu, rồi ngoài cái việc khám chữa bệnh thì còn làm những cái việc an sinh xã hội, rồi công tác phòng chống dịch bệnh, rồi an toàn vệ sinh thực phẩm, nên chính vì vậy mà không đủ để chi trả cho nhân viên y tế, thế nên là bây giờ mà tự chủ thì thực sự là rất khó khăn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh như vấn đề người dân đã từ lâu trong hành lang thủy lợi hệ thống Bắc Hưng Hải theo quy định từ năm 2017 đến nay tuyệt đối không được vi phạm,
còn những trường hợp ở trước đó chờ ý kiến chính phủ. Từ năm 2017 ấy, thì Ủy ban nhân tỉnh có kế hoạch 93 thì có xử lý trước giai đoạn, thì có thể nói là đề nghị với lại Trung ương có cái cơ chế để tái định cư. Bởi vì về nguyên tắc mà đã bố trí đất cho nhân dân thì buộc phải đấu giá theo quy định. Thế mà tái định cư cho những cái hộ mà vi phạm này thì chưa có, nên là đề nghị Trung ương là đúng rồi. Chỉ có chính phủ cho phép tỉnh Yên cho tái định cư, nếu được thế thì tỉnh mới dám làm. Là liên quan đến đường gom quốc lộ 5 thì tôi cũng xin báo cáo với cử tri là thế này. Về mặt chủ trương ấy, cái đường gom của tỉnh Hưng Yên của chúng ta rất nhiều, rất lớn, tức là gần 30 km đường gom hai bên. Nên là riêng nội dung này thì tỉnh cũng đã có chỉ đạo những đoạn nào dễ làm trước, khó làm sau. Tức là không có nhiều các hộ dân cả lấn chiếm đường gom cả. Thế còn đoạn nào mà có mặt bằng sẵn thì chắc chắn là chúng tôi sẽ bổ sung đầu tư công cho hạn để giải quyết cái đường gom đó. Thì nội dung này thì chúng tôi sẽ giao cho Sở Giao thông Vận tải sẽ kiểm tra rà soát toàn bộ. Theo ý kiến của ngành y tế đấy, tức là đề nghị là bỏ cái cơ chế tự chủ. Bỏ cái tự chủ của các cái trung tâm y tế các huyện. Thì phải nói thế này, theo nghị quyết 18-19 của Trung ương là giai đoạn 21-25 là yêu cầu là phải giảm 10% đầu mối các cơ sở đơn vị sự nghiệp công lập và 10% viên chức. Thì tất cả các ngành mà có các đơn vị công lập đều phải giảm đầu mối. Chỉ có mỗi cách là tăng cường tự chủ đó. Yêu cầu đồng chí giám đốc Sở Y tế thì cũng rất là quan tâm đến ý kiến cử tri, khẩn trương là đấu thầu mua sắm thiết bị để đảm bảo phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại tướng Tô Lâm thông báo khái quát tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực và những tác động trực tiếp đến nước ta, những cố gắng của Đảng, Chính phủ trong chỉ đạo điều hành đảm bảo tốt quốc phòng an ninh, trật tự và duy trì phát triển đất nước. Đồng chí nhấn mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự phải được bắt đầu từ xã phường. Đồng chí đề nghị từng người dân nâng cao nhận thức, chung tay cùng cơ quan chức năng, cùng địa phương để tăng cường công tác quản lý, giảm tối thiểu các vi phạm pháp luật. Đại tướng Tô Lâm đã tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm. Về cái băn khoăn trước cái tình trạng mà cái lừa đảo rồi chiếm đoạt tài sản thông qua internet và các trang mạng xã hội diễn biến phức tạp, thì báo cáo với đồng chí là đây đúng là cái quả thật, chứ không phải cái internet này nó chuyển đổi cả một cái giao dịch, tác động cả vào cái đời sống xã hội. Từ công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, bây giờ tất cả ai nếu có thông tin gì là đều đưa lên mạng hết và coi như đây là dư luận. Thế thì đầu tiên là những người mà sử dụng cái này thì cũng phải biết là đấy, phải nâng cao được cái giác ngộ. Tất nhiên đối với nhân dân thì rất khó qua những cái việc đó. Thế thì chính là bọn tội phạm lợi dụng cái vấn đề này đấy, để nó phá hoại. Thế rồi là tội phạm nữa là nó lợi dụng vào cái lừa đảo, cái cờ bạc. Đấy, thì cái này trong cái trách nhiệm chung đó, có trách nhiệm của lực lượng công an chúng tôi cũng sẽ đề xuất với Quốc hội đấy, ban hành những cái quy định đấy, luật về an ninh mạng cũng quy định rồi, cái đấu tranh phòng chống tội phạm trên mạng cũng có quy định rồi. Thế rồi những cái thông tư, những quy định bảo vệ những cái dữ liệu cá nhân cũng đã được chính phủ thông qua rồi. Đấy, những cái nghị định như vậy. Nhưng bây giờ cứ vào mạng là sẽ nộp thông tin của mình cho các cái lực lượng khác. Đấy, họ sẽ khai thác, họ sẽ vận dụng vào trong cái việc này. Vì bây giờ nó không phải là cá nhân ai làm cái việc này, mà đây nó áp dụng công nghệ cao vào trong những cái việc này. Rồi nó dùng robot mạng, dùng cái chế độ tự động để nó nhân ra, nó làm ra rất nhiều người. Thế nhưng mà mình thì chủ yếu là người thì xem thôi, lướt ở trên thông tin thôi. Thế còn bình luận cũng ít lắm. Những kẻ chống đối thì nó bình luận nhiều, còn những người mà xem tin thì chả ai bình luận cái gì. Cũng không ai lên án, không ai đấu tranh. Thế mà đặc biệt là với những cái tội phạm trên cái trang mạng xã hội. Đây là vấn đề bức xúc của quốc tế rồi, của thế giới rồi. Chứ không phải của riêng của nước ta đâu. Đấy, chúng tôi cũng sẽ hợp tác với các nước để giải quyết những vấn đề này. Cử tri đại diện cho thanh niên có nói về kiến nghị của Quốc hội các cơ quan chức năng để mà kiểm tra thanh tra các công ty bảo hiểm để bảo vệ cái quyền lợi cho người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ mà không bị thiệt hại, thậm chí là bị lừa đảo. Thì đúng là cái chỗ này chúng tôi cũng suy nghĩ chung ở trong cái tầm của quốc gia, thì chúng ta thấy chính sách về bảo hiểm là rất nhân đạo và rất hay. Đấy, những người giàu hỗ trợ giúp đỡ cho người nghèo, những người khỏe mạnh, lành lặn thì hỗ trợ cho những người bệnh tật, những người ốm đau, mỗi người một ít, thì nó hình thành lên cái thị trường bảo hiểm thôi. Thế rồi mình lúc đang tuổi, mình lao động, mình làm việc, mình dành dụm một ít tiền để bảo hiểm, để nay mai lúc mình về già, mình về hưu,
Đấy, mình không còn sức lao động nữa thì mình vẫn có cái tiền lương bảo hiểm để mình lo lắng cho cái tuổi già. Đây là một chính sách nhân đạo hết sức phù hợp mà đã làm. Thế nhưng mà đúng là công tác quản lý của chúng ta, sử dụng bảo hiểm của chúng ta đang rất có vấn đề. Thì chúng tôi sẽ tiếp thu những ý kiến này để sẽ nghiên cứu và báo cáo Quốc hội. Về mặt chiến lược chung thì cũng phải có những cái để mà quản lý cái bảo hiểm này thật tốt. Đại tướng Tô Lâm cũng dành thời gian tuyên truyền về lợi ích, tính tiện ích của việc triển khai thẻ căn cước công dân điện tử và việc xây dựng xã hội điện tử, hiệu quả đạt được từ những giải pháp làm giảm tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm tặng 50 bộ máy tính cho các trường học ở thị xã Mỹ Hào.